sữa rửa mặt mà dân da mụn nào cũng phải biết lý do đặc biệt ở cuối video nhé. Nhớ xem kỹ và hết video, tại vì clip này có thể khiến thay đổi cuộc đời và làn da mụn của bạn. Đây chính là sữa rửa mặt cực kỳ quen thuộc La Roche-Posay, có công dụng làm sạch sâu, đặc biệt là độ pH 5.5 có thể làm sạch bã nhờn, bụi bẩn nhưng vẫn lưu trữ được độ ẩm và độ mịn màng cho làn da. Em này mình dùng từ 2018 rồi cơ, cho đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn thích dùng và trung thành với em này. Sở dĩ có khả năng làm sạch vì trong thành phần của em này có chứa nước khoáng làm dịu da, giúp phục hồi da, kẽm PCA hỗ trợ giảm bã nhờn, thanh lọc làn da, citric acid loại bỏ tế bào chết, dầu thừa, bã nhờn giúp lỗ chân lông thông thoáng, giúp các bước dưỡng da tiếp theo diễn ra được hiệu quả hơn. Theo cảm nhận cá nhân của mình thì em này là dạng gel tạo bọt, sẽ làm sạch cực kỳ sâu vào lỗ chân lông. Thậm chí là khi mới make up xong, rửa mặt bằng em này thì khá là sạch luôn, trôi đi hết cái lớp trang điểm. Cực kỳ phù hợp với bạn nào da dầu mụn, nhạy cảm thì nên có một chai. Em này thì mình dùng từ 2018 rồi cơ, cho đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn thích dùng và trung thành với em này. Về độ nhận biết thì khá là hot trên thị trường rồi. Ai da dầu mụn lâu năm đi khám da liễu chắc chắn phải biết đến em này. Thế nên